Dù đã kết thúc nhưng cuộc thi Miss Grand International 2022 vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm và bàn tán sôi nổi. Bên cạnh cảm xúc tiếc nuối khi Thùy Tiên kết thúc nhiệm kỳ, khán giả Việt Nam còn vô cùng bức xúc với kết quả ban tổ chức đưa ra. Họ cho rằng cuộc thi đã dọn đi nhiều thí sinh tiềm năng để cho gà nhà nhận được vị trí cao. Mới đây, ông Nawaz, chủ tịch Miss Grand International, tiếp tục tổ chức buổi livestream nói về chủ đề này. Trong livestream, ông Nawaz cho biết Thiên Ân chưa đủ đẹp để có thể lọt vào top 10. Ngoài ra, Nawaz cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng Miss Grand International là cuộc thi công bằng chứ không thiên vị bất kỳ ai. Trong cuộc nói chuyện trực tuyến này, giám đốc điều hành MGI cũng tham gia nói về chủ đề này. Bà cũng bày tỏ sự phiền lòng về ồn ào với fan sắc đẹp Việt. Bà Teresa khẳng định, dù thế nào Việt Nam vẫn trong trái tim của bà. Nhanh chóng, chủ tịch MGI bất ngờ lên tiếng, "But now in us", tạm dịch, nhưng bây giờ thì không. Lời nói của Mr. Nawaz khiến netizen Việt càng thêm bất bình. Trước đó, chủ tịch MGI gây tranh cãi khi đưa ra những phát ngôn thiếu tinh tế về đại diện Việt Nam. Ông thẳng thắn cho rằng, Thiên Ân sở hữu hình thể chưa hoàn hảo. Đồng thời, người đứng đầu tổ chức khẳng định, những giải thưởng phụ là thành tích quá tốt với Việt Nam. Nguyên văn ông nói trong livestream, không công bằng và thẳng thắn nói là tại sao không qua vòng. Cô ấy là người duy nhất trong đó có phần thân trên dài hơn phần thân dưới. Điều đó tôi thấy rõ mà, phần hông cũng to. Tôi có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Vì vậy, top 20 vị trí Country's Flower of the Year là được rồi, là quá tốt rồi. Tại đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022, MGI 2022 diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Ngôi vị cao nhất của cuộc thi thuộc về người đẹp Brazil Isabella Menin. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc làm fan sắc đẹp không khỏi bức xúc khi những cái tên được đánh giá mạnh bất ngờ out top. Chỉ sau một đêm, tài khoản Instagram Miss Grand International đã giảm hàng triệu lượt theo dõi. Cộng đồng mạng còn so sánh được Miss Grand International đã bỏ theo dõi Miss Grand Việt Nam trên Instagram. Ông Nawaz còn đổ thêm dầu vào lửa khi liên tiếp nhận xét về hình thể của Thiên Ân và cho rằng cô ở vị trí top 20 do bầu chọn là một điều xứng đáng. Chính hành động này của chủ tịch Miss Grand International khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều tranh cãi. Động thái bỏ theo dõi Miss Grand International xuất phát từ việc đại diện đoàn Thiên Ân của Việt Nam bất ngờ dừng chân tại top 20. Với khuôn mặt xinh đẹp cùng khả năng nuốt mic bằng tiếng Anh, cô được người hâm mộ kỳ vọng là ứng viên nặng ký cho chiếc vương miện tại MGI 2022. Thiên Ân luôn luôn nỗ lực và thể hiện xuất sắc trong các phần thi tại MGI 2022. Người đẹp sinh năm 2000 cũng bày tỏ tiếc nuối và bất ngờ khi dừng chân tại top 20. Em không nghĩ là em out top 10. Khoảnh khắc Thiên Ân khóc trong hậu trường sau đêm chung kết khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Không chỉ riêng Việt Nam, người hâm mộ trên thế giới cũng cho rằng đại diện đến từ Việt Nam xứng đáng có mặt trong top 5 chung cuộc. Trước đêm chung kết, khán giả quốc tế đưa ra bảng xếp hạng dự đoán kết quả MGI 2022. Đại diện Việt Nam luôn góp mặt trong các bảng xếp hạng. Cuộc thi Miss Grand International 2023 sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Giữa làn sóng tranh cãi về kết quả chung cuộc và việc lượt theo dõi tài khoản Miss Grand International sụt giảm cực mạnh, nhiều người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc Việt Nam đăng cai cuộc thi vào năm sau. Tuy vậy, qua sự việc trên cũng thể hiện tinh thần đoàn kết của fan sắc đẹp Việt, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ đại diện nước nhà. Về phần ông Nawaz, hơn 10 năm lãnh đạo tổ chức lớn, chủ tịch MGI vẫn khiến giới mộ điệu gây nhiều tranh cãi về phát ngôn của mình. Nhiều khán giả cho rằng, với cương vị đứng đầu một cuộc thi tầm cỡ, ông nên cẩn trọng hơn trong mọi ngôn từ và lời nói trên mạng xã hội. Hiện chủ đề này vẫn được bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Phần lớn công chúng Việt đều bày tỏ sự thất vọng với việc Mr. Nawaz gây lưng sau khi nhiệm kỳ đương nhiệm của Thùy Tiên kết thúc.